Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay lại mang tới cho các bạn một cái chiếc xe mà phải nói là trong sự nghiệp buôn xe thì 4 năm trước em có mua được một chiếc xe Matiz Super màu vàng. Cũng như con này là đi được 4 vạn km. Zin từ lốp. Thì hôm nay em lại mua được cái chiếc xe sau 4 năm. Em lại mua được chiếc xe chạy 8 vạn km chuẩn. Xe cũng zin tuyệt đối cho khách hàng. Bản Super nó trang bị là 4 kinh điện, túi khí, điều hòa tự động và xây ghế. Một chiếc xe mà cam kết không lỗi nhỏ, zin đét đây này cho khách hàng. Bác nào mà thực sự mà đang cần cũng như quan tâm ở cái mẫu là Matiz bản Super mà xe đẹp, xe gia đình, thực sự là chất lượng ở cái chiếc xe này thì các bác liên hệ em. Ưu điểm của cái chiếc xe này là toàn bộ keo chỉ zin 100%, nội thất ghế vẫn còn, vách vẫn còn, vô lăng phủ số cực kỳ đẹp và đăng kiểm thì em mới đăng kiểm ngày hôm qua đó, để cho các bác đi khỏi phải lo phạt nóng phạt nguội. Đấy, đây là cái chiếc xe che nắng che mưa. Và chiếc xe này thì cái ưu điểm nữa nó là một dàn nốt mới, 4 quả mới theo xe. Đấy, vừa mới thay một dàn nốt đầu tiên, các bạn lưu ý này, 8 vạn km chủ mới thay dàn nốt, chủ cho em cái lốp cũ kìa các bạn ạ, nhưng mà nó là nó dạn, nó kém lứt rồi các bạn nhé. Đó, đây toàn bộ một dàn nốt mới, các bạn nhìn này, ta đồng vẫn còn nguyên và lốp đây là 4 quả lốp mới các bạn ạ. Và con này thì độ zin độ mới thì nó khủng khiếp ở cái chiếc xe này luôn. Thực sự bác nào mà quan tâm chiếc xe nó khủng khiếp mới và chất lượng như cái chiếc này thì các bạn liên hệ em ngay, độ mới. Và sơn các bạn lưu ý nhá, các bạn lưu ý cái chiếc xe này nhá, sơn của xe nó còn khoảng 90% là sơn zin, các bạn lưu ý này. Đây. 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 Các bạn nhé, 90% là sơn zin, các bạn lưu ý này, chưa sơn lại tất cả cabo mọi cái đây, không tai zin hết, 90% sơn zin các bạn nhé. Đó là cái điều quá ok. Một chiếc xe mỏng tanh, không một lỗ nhỏ, keo chỉ zin đét đen đen cho khách hàng. Là một mẫu xe nhập Hàn Quốc mà nó còn đẹp như này. Các bạn này, chúng ta quan sát này, toàn bộ sơn zin hết các bạn nhé. Sơn zin hết này. Đó, đây, toàn bộ sơn zin hết. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, lòng nó còn đẹp như này thì không phải là xe xấu đâu các bạn. Đó. Chưa một tí sơn là dính đây các bạn lưu ý này. Đây. Đẹp như thế này các bạn nhé. Và cái chiếc này thì các bạn quan sát này, cái bản này là bản vô lăng khâu, các bạn lưu ý này, điều hòa tự động, bạn lưu ý nhé, điều hòa tự động này, vô lăng khâu này, túi khí này, đó. Và các bạn đây, củ số ra đây, đi ít đi nhiều chúng ta quan sát củ số, và hai nữa chúng ta quan sát cổ khóa đẹp hay không, chúng ta quan sát cổ khóa và đi nhiều nó chọc ngoáy nhìn biết ngay. Đó, bản vô lăng khâu và đi ít thì chúng ta nhìn đây. Đấy, cái vành vô lăng không hề sần một tí nào các bạn nhé. Đấy, vô lăng đây thì em để nguyên cái này các bạn nhé, em để nguyên, em chưa bỏ ra, em không bỏ ra đâu các bạn ạ. Nó còn đẹp như này thì người ta mua này, chủ người ta mua có này bảo vệ rồi thì em cứ để nguyên. Đây, đẹp hay không thì chúng ta nhìn đây, quan sát đây, quá đẹp cho một cuộc tình. Túi khí đây các bạn này, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đấy, và củ số đây các bạn này. Đấy, tam lô đây, đó các bạn nhé, toàn bộ vách của xe còn zin hết đó các bạn này. Đấy các bạn này, các bạn thực sự mà quan tâm chiếc này, và đặc biệt những cái chỗ này chưa bao giờ sơn các bạn nhé, chỉ có chỗ này mình cầm là nó mòn thôi. Đấy các bạn này, không bao giờ sơn, cái đồ zin này các bạn này. Và cái ghế này các bạn lưu ý này, ghế này còn zin các bạn nhé. Đấy, đây là chủ người ta mới bọc lại, người ta bảo dưỡng rất là kỹ này, mới bọc lại ghế để phủ cho nó an toàn và thay một dàn lốp mới, đó, bảo dưỡng toàn xe các bạn nhé. Đấy là cái điều, ghế của nó như này này các bạn này, ghế màu của nó hai màu, màu này với màu vàng các bạn nhé. Đây thì em sẽ cho các bạn xem. Rồi các bạn này, đây các bạn sẽ nhìn là chúng ta đánh giá cái ghế đây, ghế zin các bạn nhé. Đây ghế này, đây ghế đẹp lắm các bạn này, đây ghế này, đây các bạn, đó các bạn thấy chưa, ghế mới cực kỳ đây, các bạn nhìn rồi biết này, mới lắm các bạn ạ. Đây người ta chỉ bọc cái là ngoài nhá, các bạn không thích về bạn bỏ ra các bạn nhé, bỏ này ra, ra ngay đó các bạn nhé. Đấy, nó đẹp và nó mới thì em bảo các bạn luôn,
chứ còn nếu mà mất chúng ta đi bọc lại nó mất tiền thì thôi, tốt nhất chúng ta cứ để này cho nó mới các bạn ạ, cứ để này cho nó đẹp các bạn, chúng ta không phải bỏ ra nữa đó các bạn nhé. Zin hết đây, trần đây đó. Một chiếc xe mà em sẽ giới thiệu cho các bạn là bắt đầu đến phần toàn bộ của một chiếc xe này nó đẹp là phần gương kính, keo chỉ, cột kèo, mọi cái chiếc xe để cho các bác quan sát là xem cái chiếc xe nó có ok không các bạn nhé. Thì đây là cái chiếc xe thực sự là 4 năm làm việc đến bây giờ em mới mua được chiếc xe nó đẹp như này, sau 4 năm các bạn nhé mà là có kiếm được một chiếc xe đẹp như này, chưa mở chưa cựa, chưa mở chưa cựa các bạn nhé. Đó, chúng ta nhìn đây cái vòi ngoài của nó này đẹp không, chưa một tí sơn nào vào đây các bạn nhé, các bạn nhìn này đó, thực sự là đẹp, đẹp hiếm có con này luôn sau 4 năm em làm việc để em tuyển được một con xe này, các bạn nhìn này không một tí sơn nào vào đây đó các bạn nhé, các bạn nhìn thấy chưa, và nó zin tuyệt đối các bạn ạ, nó zin tuyệt đối luôn cho các bác. Đấy các bác nhé, đây kích của xe gần như chưa sử dụng bao giờ các bạn lưu ý đi, đồ đây nó còn nguyên cả cái tô vít theo xe là khi là người ta cho cái tô vít để sửa chữa các bạn ạ. Đấy các bạn này, cái này hình như thiếu một cái cà lê con các bạn ạ. Ở đây đồ này thì nó em nhớ là có một cái cà lê 10 12 đầu trong 10 12 của nó mất rồi. Đó các bạn nhé, đây lốp dự phòng, đây sàn, đây các bạn này chúng ta nhìn đây, zin đất đây này, không hề mông má bất cứ cái gì, không hề mông má cái gì các bạn nhé. Sàn đây các bạn nhìn xem có ê ok không, lốp đây đúng đời các bạn nhé, đó lốp đúng năm đát sản xuất là 2009 các bạn, đó các bạn nhé. Đây đó các bạn, đúng 2009 lốp ít đi đấy các bạn này, lốp cửa phòng đẹp các bạn nhé. Mà bác nào mà thực sự quan tâm cái chiếc này đấy, xin hết đây đây các bạn, một chiếc xe đẹp như này để mà kiếm được một chiếc xe như này thì cả một vấn đề. Và cái bản này thì các bạn lưu ý này, nó được trang bị ở cảm biến lùi theo xe các bạn nhé, toàn bộ 42 cảm biến lùi theo xe này là được trang bị theo xe. Và các bạn nhìn này, cái đèn này nó đẹp thì nó trọng này. Đấy, nó zin hết là nó phải thế các bạn nhé. Và cái mạ chrome này các bạn nhìn này, chưa có vết sơn nào vào đây các bạn lưu ý này, chưa vết sơn nào vào đây các bạn nhé. Đó đây này, nếu sơn thì nó sẽ dính sơn vào đây các bạn nhé. Con này khoảng độ 90% là sơn zin các bạn lưu ý này, 90% là sơn zin các bạn nhé. Đó, và toàn bộ thì chiếc xe này đẹp hay không thì chúng ta quan sát này, mua lốp này, mua lốp của xe này đó. Và đặc biệt này, cái gầm của xe chúng ta nhìn này, từ cái lúm cao su của xe nó còn nguyên đây các bạn lưu ý nhé. Đấy, để em zoom nhỏ lại đỡ phá, nó còn nguyên đây thì nào quá đẹp rồi. Đấy các bạn này, đây các bạn nhìn này đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa, không có con nào đẹp như con này. Đấy các bạn nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay đi tiếp đến phần gầm để cho các bạn kiểm tra. Đây, đây các bạn này, gầm của nó đây, gầm nó đây các bạn này, đẹp nhất ngút ngàn luôn các bạn nhé. Đó, một chiếc xe mà đẹp như này bạn, các bạn có thấy đẹp không, quá đẹp cho một cuộc tình luôn, tất cả mọi cái vẫn zin hết các bạn nhé. Đấy, chủ đi cực kỳ ít giữ gìn. Đây các bạn nhìn này, ba mô lê này, gầm này. Đó, bác nào thích xe đẹp này, sáng quắc đó, xe thành phố các bạn nhé. Đấy, xe thành phố cho nên nó rất là sáng và đẹp luôn. Bác nào mà thực sự quan tâm cái chiếc này nhé, đấy bây giờ em sẽ quay đến đây những cái chi tiết để cho các bạn nhìn hiểu và chiếc là xe đã đẹp như nào. Toàn bộ bốn cái bảo vệ kính này vẫn còn nguyên đó, hai bên các bạn nhé. Và cái chiếc xe này thì chúng ta quan sát đây, các bạn quan sát này, đây đẹp không, quá đẹp cho một cuộc tình. Đấy, xe thì thực sự là đẹp. Đấy, chị em nó dán này, đi ít các bạn nhé, đi cực kỳ ít, sơn chưa dính một tí sơn nào vào trong này, các bạn lưu ý này, xe đẹp này. Lưu ý nhé, chưa dính một tí sơn nào luôn. Đấy, con này cốp nó đẹp lắm các bạn ạ. Đây, lắp bình xăng cho các bạn nhìn, các bạn sẽ biết được là cái đẹp của một chiếc xe chưa dính sơn, các bạn lưu ý này. Nếu chúng ta đi xem xe kỹ thì chúng ta chỉ nhìn vào những ổ khóa này, nó dính chưa các bạn nhé. Đó,
thì chúng ta sẽ cảm nhận được là xe đẹp như nào. Và các bạn nhìn đây, bàn chân ga và chân phanh, thế thôi là các bạn biết mức độ nó đẹp như nào các bạn nhé. À, biết mức độ đẹp nào luôn. Đấy, dòng này nó có chỉnh ghế, các bạn thấy đây. Đấy, lưng lên này. Đấy, rất ok. Hạ xuống này. Đấy, chỉnh bằng cơ các bạn nhé. Đấy, không phải ghế điện, các bạn lưu ý này. Rất ok. Và các bãi bản này, bốn kính điện này. Đấy các bạn này, khóa tự động các bạn lưu ý đây. Khóa tự động các bạn khi đi một phát là nó khóa khiển theo xe các bạn nhé. Đây, cái khóa này khóa khiển theo xe zin các bạn này. Khóa khiển theo xe zin. Đấy. Nó có cả nút đề lỗ start top ở đây này các bạn này. Đấy, đề ở đây này. Và khi chúng ta đi là chúng ta tự một lúc nó sẽ sập lại các bạn nhé. Đấy, một lúc cửa sẽ sập. Để chấm hết các bạn ạ. Khúc cuộc tình nào đẹp như con này. Con này chạy 8 vạn km chuẩn các bạn nhé. Để em cho các bạn xem. Km chuẩn là 8 vạn. Các bạn thấy chưa? Hiếm con nào đẹp như vậy chưa? Các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp cho cuộc tình luôn. Đây là một chiếc xe mà đẹp lý tưởng. Và đặc biệt nó trang bị điều hòa là điều hòa tự động các bạn nhé. Điều hòa auto. Đó. Em thích cái chiếc xe này đẹp. Và vành vô lăng các thứ nó zin hết các bạn. Vách lỉ zin hết đây. Đấy các bạn nhé. Rất ít dùng. Con này em không hề dọn dẹp gì các bạn nhé. Không hề dọn dẹp. Nếu em con này mang đi dọn dẹp toàn bộ nội thất là em dọn nước lóng này đi. Thì chỗ này không bao giờ có vết nó bẩn bẩn như này đâu các bạn ạ. Đó, nhưng em đủ zin của nó đẹp thì em có thể nguyên. Đấy các bạn nhé. Cái ghế này bác nào cẩn thận thì các bác bóc này ra. Cho zin. Đấy, nhưng mà đừng bóc các bạn. Một chiếc xe như thế thì mình mua mất về mình làm mất tiền. Đó các bạn nhé. Đó. Và bây giờ thì em sẽ quay đến phần máy số để tất cả cho các bạn. Ui trời, cái lắp pin xăng này. Các bạn nhìn khủng khiếp đẹp à. Đẹp không các bạn? GDS của biểu tượng Hàn Quốc đây các bạn nhé. Rồi, chưa dính tiên sơn nào. Đó, ok chưa các bạn? Đấy, zin nó phải đẹp, nó phải như thế các bạn. Về keo chỉ thì con này thì các bạn đừng hỏi em về phần keo chỉ và thân vỏ các bạn nhé. Không được phép lỗi. Không được phép lỗi các bạn ạ. Ổ khóa đây. Đây, các bạn này. Mới kinh khủng luôn. Toàn bộ ốc của nó sạc quắc. Đấy các bạn nhé. Đẹp hay không nữa thì chúng ta quan sát đây này. Các bạn lưu ý này. Từ cái kẽ cánh của nó đằng trước này. Cánh đằng trước này các bạn này. Zin hết ốc các bạn nhé. Rồi zin hết ốc. Mà nó đẹp nó phải như này. Đó các bạn này. Zin 100%. Không tẩy ố một tí nào cả các bạn nhé. Đó, một chiếc xe nó phải đẹp như thế các bạn này. Đấy. Sự bác nào mà quan tâm đến những chiếc xe như này ấy, thì bác alo ngay cho em luôn. Để sở hữu một chiếc xe đẹp như này các bạn ạ. Đấy. Zin hết này. Chưa lau dọn gì cả. Đấy các bạn nhé. Đó. Đó đây. Chưa khóa, chưa một tính dính tí sơn nào. Bác nào mà quan tâm chiếc này ấy, đây, các bạn nhìn, chưa dính tí nào. Đấy, thì các bạn cứ chốt được xe thì alo cho em ngay để sở hữu xe. Đó các bạn nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay đến phần máy để cho các bạn kiểm tra. Và đặc biệt hơn nữa thì đây, các bạn nhìn đây. Những cái vị trí này thì chúng ta nhìn đây, không một tí sơn nào các bạn nhé. Không một tí sơn nào. Từ đèn, mép đèn của xe các bạn thấy các bạn này. Đấy các bạn này. Nó cũng vậy này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn này. Đấy. Không một chút cuộn gờ mà các bạn này. Đặc biệt các biển số các bạn lưu ý này. Chưa hề phục hồi nguyên đây các bạn nhé. Nguyên zin từ đằng trước đằng sau. Đây, cái biển sau nữa đây các bạn này. Đấy, em quay cho em để các bạn cảm nhận được một chiếc xe đẹp là cái giá đồ giá cốp của nó nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy. Đẹp là cái biểu tượng chữ Batis nó còn nguyên. Và biểu tượng super của nó còn zin. Chưa hề đánh bóng, chưa hề tẩy một tí nào. Còn zin, chưa dính sơn. Các bạn lưu ý này. Biển số này vẫn bắt từ đầu. Vẫn những cái vim này bắt từ đầu. Đấy, một chủ từ đầu. Đấy, vẫn bắt nguyên như này các bạn nhé. Bác này bác nó sinh năm 1960 các bạn ạ. Năm nay bác cũng 60 tuổi rồi. Đấy. Đây, thì các bác nào mà thực sự quan tâm mà nhìn được nó đẹp. Thì đây, bên lái đây. Chưa một tí sơn là dính vào nhé. Các bạn lưu ý này. Nó đẹp và nó phải thế. Và gương kính thì chỉ bằng điện các bạn ạ. Đây là cái chiếc xe lý tưởng cho các bác để sở hữu, bác nào mà phải thích xe đẹp các bạn ạ. Lưu ý là các bác phải thích xe đẹp các bạn nhé. Đây, đẹp zin đẹp đây này các bạn ạ. Các bạn nhìn này, mộc mạc thực sự luôn. Đấy, mộc mạc zin đẹp. Biểu tượng cabo là nhập khẩu vẫn còn nguyên. Đấy, đặc biệt nó đẹp hay không thì nó cái này nó cái lỉ này nó phải còn các bạn nhé. Đấy, cái lỉ này. Đó các bạn này. Zin như thế này, mới như thế này. Bác nào quan tâm này. Máy đây. Các bạn này, máy lỗ thi thầm, máy cực ngon, số zin đét chưa chạm số, bạn lưu ý này, các bạn lưu ý số này, đấy, đấy các bạn số này, các bạn nhìn này, ốc số này của nó nhé, zin đét chưa chạm ra khỏi côn, các bạn lưu ý này, đó, các bạn thấy chiếc xe này,
Đấy. Đẹp thì nó phải vậy các bạn ạ. Đây là những cái chiếc xe đẹp thì nó mới được như này. Còn những chiếc xe mà nó kém thì không được như này đâu. Đây máy em nổ đây. Máy thực sự là ngon các bạn. Quá ngon luôn. Bác nào mà quan tâm với chiếc này nhé thì alo lại cho em ngay để sở hữu một chiếc xe đẹp chấm hết cho khách hàng ở vị trí là Matiz Super bản 4 kinh điện túi khí, và đặc biệt chiếc xe được trang bị cả khóa kiện chống trộm đầy đủ hết đó các bạn này. Đây đấy, chiếc xe zin đét lên đèn và đèn thì đèn zin hết từ trước ra sau các bạn nhìn này đó các bạn nhé. Bác nào mà quan tâm cái mẫu xe này đấy, từ trong ra ngoài nó đều đẹp và zin như này thì các bác cứ alo để sở hữu xe ngay. Và quên, em chưa báo cho các bác, chiếc xe này là nó bên em đang chào bán cho các bác là cái cửa tiền nó rơi vào tầm 139 triệu, giá trên là giá cứng các bạn nhé, 139 triệu. Bác nào quan tâm liên hệ em ngay, xin cảm ơn.